Công an huyện Sương Mộc, Phòng Y tế và Trung tâm Y tế huyện Sương Mộc vừa ký kết kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện mô hình thông báo lưu trú qua phần mềm quản lý lưu trú ASM tại cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn huyện. Việc ứng dụng khai báo lưu trú qua phần mềm ASM tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở khám chữa bệnh trong công việc quản lý và thực hiện nghĩa vụ thông báo lưu trú, qua đó giúp các đơn vị y tế giảm thời gian, nhân lực, kinh tế. Theo nội dung ký kết, Công an huyện Sư Mộc phòng y tế và trung tâm y tế huyện tổ chức tuyên truyền về mô hình thông báo lưu trú qua phần mềm quản lý lưu trú ASM tại cơ sở khám chữa bệnh, tổ chức đào tạo tập huấn cho lực lượng trực tiếp thực hiện thông báo lưu trú qua phần mềm, cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý lưu trú ASM định danh điện tử VNEID. Kế hoạch phối hợp đặt mục tiêu 100% cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn huyện Xuyên Mộc thực hiện có hiệu quả thông báo lưu trú trên phần mềm quản lý lưu trú được kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nội dung phối hợp được thực hiện thí điểm từ nay đến ngày 1 tháng 4 năm 2024. Sau khi triển khai thí điểm, các đơn vị sẽ tiến hành sơ kết đánh giá kết quả hoạt động của mô hình, đồng thời khắc phục những tồn tại hạn chế để tổ chức nhân rộng tại các trạm y tế xã thị trấn và cơ sở khám chữa bệnh trên toàn huyện.